Alo, chào các bác. Hôm nay thứ chủ nhật rảnh quá, chả có việc gì làm, đang đi bộ lang thang. Nay em có ngồi xem cái video của cái Hoa Ban Food đấy à? Thấy có cái anh Tân, anh hay làm các video của Hoa Ban Food, anh cũng hay quay phim nướng nấu thứ cũng ngon quá. Em muốn học anh ấy, em cũng quay nhưng mà em không quay được, anh không quay mà không có làm giống như anh Tân được. Anh Tân anh làm, anh về anh render video của anh đẹp hay lắm. Ở trên Hoa Ban Food các bác. Em cũng dùng từ các bác cho nó giống anh Tân cho nó vui ha. Ra ngoài công viên ngay gần nhà, hôm nay nói chuyện với các bác về cái vụ cách phân loại thông tin á. Cách phân loại thông tin trên thị trường á. Các bác có muốn nghe em nói chuyện về cái cách phân loại thông tin này không? Cách đọc, phân loại và kiểm chứng thông tin trên thị trường chứng khoán. Cái món này cũng hay đấy các bác ạ. Nói thật với các bác chứ, ở trên thị trường chứng khoán nó có rất nhiều các vấn đề, nhiều tin tức, nhiều sự kiện, rồi nhiều thậm chí là tin đồn, rồi đủ thứ các loại luôn. Đúng rồi, cái này nó nhiều thông tin sai lệch này, rồi tin đồn này, tin phao này, phao tin, đồn nhảm, đồn bậy, rồi nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà chúng ta là những cái máy thì, con người, nhưng mà dần dần bây giờ là nó bị nhồi nhét rất nhiều thông tin. Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải có cái kỹ năng để mà đọc, rồi sau đấy là phân loại, rồi kiểm chứng nó như thế nào cho nó phù hợp. Lấy ví dụ như nha, các bác nha. Em lấy ví dụ là giả sử như các bác nhận được một cái thông tin mà đọc ở trên F39 chúng ta chia sẻ. F39 mà các bác hay đọc ở trên F39 chúng ta chia sẻ thì các bác sẽ thấy là nó cũng vô chừng lắm, cũng khó nói lắm đúng không các bác? Mà nó khó nói thì làm sao bây giờ, làm thế nào? Anh biết rồi. Em ngồi ở đằng sau lưng nhà ngồi nói chuyện với các bác một chút xíu rồi em có việc em đi nhá. Đây là vườn sau lưng nhà em. Em nói với các bác nha, bây giờ các bác lên F39. Những cái thông tin mà thực tế mà những cổ phiếu đang được PR ngon rồi cuối cùng rơi một mạch đau đớn ở nhà đầu tư ấy. Những chuyện đấy thì cũng muốn chia sẻ với các bác lắm. Nhưng mà thưa với các bác là thế này. Đầu tiên thì đi vào cái chi tiết nó phải có cái gọi là cái lý thuyết tổng thể và cái kinh nghiệm thực tế qua những cái vấn đề mà mang tính chất gọi là không phải chỉ một vài bác mà đã biết, mà còn phải có nhiều bác còn chưa biết là nó như thế nào. Thì em sẽ đi từ cái chung, cái tổng quát, sau đó đến cái riêng cụ thể từng vấn đề một. Thì đầu tiên thì em sẽ đi tới cái vấn đề là các bác thường hay nhận những thông tin ở đâu. Theo các bác thì các bác hay nhận thông tin ở đâu thì các bác để lại cái thông tin ở dưới, gõ xe dưới. Bác nào đang xem em ở đây thì để lại cái thông tin ở dưới để em bình luận và trao đổi với các bác cho. Lấy ví dụ nha, thường thì thấy nhiều bác ở xa thì không có cái nguồn thông tin nào cả thì thay lên cái trang web là Cà Phê F là 1 này, Vietstock là 2 này, Nhà Đồng Hành là 3 này, NDH đấy ạ. Rồi đặc biệt là hay vào F39 để đọc. Vậy thưa với các bác là thử hỏi các bác, cái đầu tiên các bác đặt vấn đề là những cái bác đọc được mà thông tin đó thì các bác có phải trả chi phí gì không? Có phải trả chi phí gì không? Rõ ràng là các bác chả phải trả một cái chi phí gì hết. Thì vậy nó gọi là thông tin miễn phí. Thì cái đầu tiên là những cái trang web hiện tại mà các bác đọc được thông tin đó, nó mang tính chất miễn phí. Vậy các bác phải đặt vấn đề là ủa vậy bây giờ nó đưa tin cho các bác thì nó được cái gì? Thì nếu ở góc độ là người quản lý trang web á, thì họ càng có nhiều user mà cùng vào xem, cùng vào đọc, cùng vào nghiên cứu thì họ thu tiền bằng cái cách đơn giản nhất, đó là họ sẽ sử dụng quảng cáo ở hai bên lề của trang web. Thì các bác để ý xem là hai bên lề của tất cả các trang web các bác đọc nó đều có quảng cáo. Đó là điều đầu tiên. Nhưng cái đó chỉ là cái bề nổi thôi, đúng không? Còn cái bề chìm của vấn đề này đó là như nào?
như nào, liệu nó có vấn đề là lợi ích gì ở đây không? Các bác có bao giờ để ý đến chuyện này không? Đó, đầu tiên em chia sẻ với các bác là như thế. Thì em chưa nhận thấy cái việc mà các bác để lại cái bình luận ở đây là các bác hay được nhận thông tin ở nhiều nhất là ở đâu? Các bác? Các bác hay nhận thông tin nhiều nhất ở đâu nào? Ở đâu? Ở F39 hay là ở mail tư vấn? Hay là các bác nhận được tin đồn dí tai nhau? Hay là các bác nhận được thông tin ở ngay cái chỗ mà các bác ngồi làm việc? Alo, các bác có nghe em nói không ạ? Có bao giờ các bác nhận được mail không? Mail ấy, mail tư vấn ấy. Rồi có bao giờ các bác nhận được trên thông tin trên các nhóm Sky các bác tham gia không? Đúng không các bác? Mai tư vấn của blogger này. Còn nhận được ở đâu nữa? À, Facebook này. Đúng rồi, các nhóm bên Facebook này. Ở đâu nữa? Các bác cứ bình luận lại ở dưới đi. Từng vấn đề một em sẽ chia sẻ từng ý một. Bởi vì là chúng ta không nói chung được, chúng ta phải nói riêng các bác ạ. Các bác cứ nói đi ạ. Cứ ở đâu nữa? Blogger này, Facebook này, bạn bè uy tín này, gửi mail này, tư vấn này, trên web này. Ui, nhiều quá rồi còn gì. Như vậy là các bác nhận được rất nhiều nơi, đúng không? Thì hôm nay em chỉ dành khoảng 15 phút tư vấn với các bác về cái câu chuyện này. Đây, em đang ngồi ngay hiên nhà luôn, cho nó mát. Nhà em thì có cái hiên hơi bị mát luôn. Ở đây gió thổi lồng lộng luôn, em ngồi ngay hiên nhà để nói chuyện với các bác luôn. Các bác dành chút thời gian chia sẻ cái này cho em đi. Đấy, like liếc các thứ cho em đi rồi sau đấy em ngồi em chém gió với các bác để cho không những các bác đang xem được xem mà nhiều người khác cũng cùng xem. Ok. Đây em nói cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề đầu tiên là các bác nhận những cái thông tin này, thực ra không phải là nhận mà các bác chủ động vào Cà Phê F, vào Nhà Đồng Hành, vào Vietstock, vào Nhịp Cầu Đầu Tư, VN Economy tức là Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, rồi Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn. Đúng không? Cái đầu tiên là cái đó là cái miễn phí hoàn toàn với các bác luôn. Hoàn toàn miễn phí với các bác luôn. Thì rõ ràng các bác được miễn phí đọc, miễn phí nghe, mình thì thích đọc thì đọc. Và họ khuyến khích các bác vào đọc, đúng không? Vậy thì các cái thông tin đó các bác bây giờ nhận được những thông tin như thế. Đầu tiên các bác đừng vội vàng, đừng có sợ hãi. Gặp cái tin gì tốt thì cũng đừng có quá vui mừng. Và gặp cái tin gì xấu thì cũng không cần phải sợ hãi. Các bác bình tĩnh kiểm tra lại thông tin dùm cho em. Đó là thế này. Những cái tin mà liên quan đến cổ phiếu các bác đang nắm mà được đăng trên Cà Phê F, đăng trên Nhà Đồng Hành, đăng trên Vietstock, Nhịp Cầu Đầu Tư, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam hay bất kỳ một trang web nào khác, cả tuổi trẻ, thanh niên gì đấy. Ok, các bác vui lòng tìm cái link trang web của cái công ty các bác đang đầu tư ấy. Các bác vào các bác kiểm tra lại xem nó như nào. Nó có đăng trên trang website của công ty không? Rồi, sau đó nếu như các bác mà đầu tư quá nhiều, tức là các bác sợ hãi quá hay là vui mừng quá, thì các bác có thể tìm, tức là các bác là cổ đông lớn của doanh nghiệp ấy, các bác tìm số điện thoại của doanh nghiệp, gọi cho cái bộ phận mà quản lý cổ đông ấy, hay là gọi cho cái bộ phận mà phụ trách các bác ấy, phụ trách cái vấn đề mà quản lý danh sách cổ đông hoặc là công bố thông tin ấy. Các bác hỏi lại xem cái tin đó là đúng đến mức độ nào. Bởi vì em nói thật với các bác bây giờ là các báo ấy mà các bác đọc được á, chẳng có cái báo nào là có cái nó gọi là trang báo điện tử thôi, chứ nó không phải là trang báo mà gọi là chính thống mà cái kiểu mà lâu nay các bác vẫn hay đọc các cái báo chuyên ngành đâu. Nên là các bác cứ vui lòng là nếu như mà lo lắng quá thì nên kiểm tra cái đầu tiên như thế giùm em cái. Đấy, như thế thì có phải là các bác thấy không? Nếu như các bác kiểm tra xong xuôi cái câu chuyện đó, các bác thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Yên tâm rất nhiều là trên web của công ty không hề đăng. Và sau đó thì nếu như trên web không có, nhưng có chỗ này nó còn có này bác này. Các bác sau khi đọc trên các cái báo này, để tránh bị chúng nó là đăng báo hay là mua thời, tức là chúng nó dùng một số giải pháp, tức là gọi là mua bằng tiền để được đăng lên các trang báo ở trang nhất, thì chúng nó có ý của nó. Nhưng mà thôi kệ người ta đi, người ta làm gì kệ người ta. Mình lo giữ tiền của mình thì mình lại tiếp tục ngoài cái kiểm tra cái trang web của công ty mình đang đầu tư á, thì thấy không có tin thì chúng ta lên hai cái trang web này kiểm tra giùm em này. Hãy gõ vào trên Google giùm em nhá, là từ thứ nhất đó là từ
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các bác tìm hai cái trang web này, sau đấy tìm cái phần thông tin của doanh nghiệp. Thì các bác kiểm tra xem là trên này họ có công bố thông tin gì không, có liên quan đến doanh nghiệp của các bác không. Nếu mà không có thông tin gì thì không sao, đúng là tin đó là nó chưa được đúng và trúng lắm. Cái thứ hai nữa là các bác tìm bên cái chỗ trang web là Trung tâm Lưu ký Việt Nam. Các bác tìm xem trong cái phần tin tức của Trung tâm Lưu ký á, họ có đăng cái tin gì liên quan đến cái vấn đề các bác vừa nghe thấy không, hay là vừa đọc thấy không. Nếu nó cũng chẳng có tin gì thì vấn đề là các bác phải đặt lại câu hỏi là thằng mấy cái trang báo mà các bác vừa nhận được cái tin đấy nó có vấn đề. Đấy. Thì tương tự như vậy, thì các bác nhận được cái thông tin hay là nghe một cái thằng nào đó nó PR nhưng mà nó không có để tên của nó. Nó không để tên luôn nè. Nó không biết nó là ai cả trên F39 ấy. Nó không có pháp nhân, nó không dám trườn cái mặt nó ra đâu. Nhưng các bác vẫn nhận được những cái tin là con này sẽ tăng bằng lần này, con kia sẽ tăng bằng lần này. Các bác vui lòng là kiểm chia chứng lại thông tin bằng cái việc là vài cái bước em vừa bày cho các bác đấy. Thì các bác sẽ làm rõ hơn vấn đề là nó chả đúng đâu. Nó nhiều cái nó cũng có khi là đúng nhưng cũng có nhiều cái nó không đúng. Vì vậy nên là để chắc chắn là tin của người ta đưa ra nó đúng hay nó sai thì các bác nên kiểm tra lại. Kiểm tra lại với hai nữa là nhiều khi á, những cái thông tin mà gọi là đồn bắt bớ này kia á, hay là đồn có cái này có cái khác á, là chúng nó là gọi là toàn là những thợ vẽ không đấy các bác ạ. Nó vẽ giỏi lắm. Bây giờ xã hội bây giờ nhiều thằng coi là không có học qua cái nghề mà gọi là nghề vẽ đấy. Nó gọi là nghề gì đấy em quên bé, nghề họa sĩ. Có nhiều bác không nhiều cái thông tin mà chúng nó vẽ tốt lắm, không cần học họa sĩ đâu, vẫn vẽ như thường. Đấy. Nhưng mà nó là chính thống, trên sở nó là chính thống. Còn bây giờ tôi nói đến vấn đề nữa là vấn đề các bác nhận được thông tin trên Facebook. Các bác nhận được thông tin trên Facebook của một cái người nào đó mà nhắn tin cho các bác, hay là các bác đọc ở trên các cái nhóm, các cái hội. Các bác vui lòng làm này giùm cho em này. Các bác tích vào cái nick đó, xem là cái nick đó là tên người hay là tên một cái ảo thuật gia. Nếu mà cái nick đó mà tên ảo thuật gia thì các bác tìm xem là trên tường của cái ảo thuật gia này có thông tin gì không. Nếu không có thông tin gì hết, không phải là ai cả mà là ảo thuật gia, thì các bác vui lòng là coi như cái tin đấy không tồn tại, đừng bao giờ để ý đến tin đó. Còn nếu các bác mà kiểm tra cái thông tin trên cái nick Facebook đó là có người thật ở phía sau, tên tuổi đang công tác ở đâu, thì các bác có thể là nếu mà vẫn muốn để kiểm chứng thông tin chính xác hơn, các bác có thể inbox cho người đấy và hỏi về thông tin đấy, kết hợp với các bác kiểm tra và check lại cái thông tin đó trên trang web của chính công ty đó, hoặc là nếu có mối quan hệ thì các bác sẽ kiểm tra lại bằng việc gọi trực tiếp cho người quản lý cổ đông của bên cái công ty đấy, thì các bác sẽ thấy rằng là những cái tin đấy họ đưa ra đúng hay sai, mức độ như nào. Các bác sẽ bất ngờ hơn nữa khi mà em đã nhiều lần làm chuyện đó và phát hiện ra rằng là cái bộ phận quản lý cổ đông họ còn nói là đâu, tôi đâu có biết có cái tin này đâu, doanh nghiệp tôi làm gì có cái tin này, cái này là chúng nó đồn đấy, không phải đâu. Đấy, thấy chưa, các bác thấy sau khi mà làm theo cách của em đấy thì thấy là nó rõ ràng hơn nhiều vấn đề rồi đúng không. Đây là vấn đề trên Facebook và bạn bè uy tín gửi mail. Mặc dù được đánh giá các bác là uy tín gửi mail nhưng mà cũng không chắc đâu. Bởi vì cái trên này nó gọi là lừa đảo nhau cũng kinh lắm các bác ạ. Đấy. Các bác vui lòng like, viết để chia sẻ giùm em, các em nói tiếp cũng có hết hơi rồi. Còn nhiều vấn đề lắm, còn cái vấn đề mail broker này, rồi vấn đề mail từ tư vấn này, rồi có những cái mail là gọi là mail rác ấy, tức là các bác chả biết là mail này là của ai, người ở đâu, trên trời trên xuống các bác không biết luôn, tự dưng các bác nhận được mail. Bởi vì hơn đơn giản là các bác bị người ta gọi là cái gì mail của các bác cho rất là nhiều chỗ nên là các bác không biết thôi. Nhiều chỗ bác không biết đấy. Đây. Ok, chia sẻ giùm em đi các bác ơi. Mail này chia sẻ lên các cái nhóm câu lạc bộ để em nói tiếp các bác nghe. Cái bác Nguyễn Di Đạt gì đấy, vãi, ví dụ bác gọi đó là về tầm ảnh hưởng của bác thôi. Em là đại diện cho một cái tổ chức, một cái nhóm mà có uy tín, em gọi cho đại diện quản lý cổ đông mà nói lung linh ta linh tinh, mai mốt em họp đại hội cổ đông em đem ông lấy đấy lên em phơi cho đại hội cổ đông thì ông ấy có mà chết nhà ông ấy luôn đấy, ở đó mà không dám nói thật đây là bị lừa.
giám đốc lừa mình hả? Không có lừa đâu các bác, bác đừng có nghĩ xã hội này ai cũng lừa, bởi vì nó liên quan đến công việc, liên quan đến quyền lợi của họ. Sau này đại hội cổ đông các bác cứ kỳ đại hội cổ đông các bác vác mã cổ đông của bác đến, bác đứng lên bác nói thẳng thẳng mặt xem cái đồng chí nào là quản lý cổ đông hôm đó đưa cái thông tin đó phơi bày cả đại hội, cứ mà mặt nó vào mặt mò, các bác không phải lo, cứ làm như thế đi, không phải gì phải sợ, đúng không? Các bác thấy em nói đúng, like đi, like hoành tráng vào, rực rỡ vào. Em học anh Tân bên Hoa Ban Food cũng không quay mặt mình nữa, mặt mình xấu trai không quay được, quay hình ảnh các bác cần gì cái nghe tiếng nói là được rồi. Mà khi mà không quay mặt mình nhá thì nghe tiếng nói nó dễ nói hơn. Đấy. Nghe tiếng nói nó dễ nói hơn, nó dễ đơn giản hơn. Trưa nay thì em có tí việc đi đám cưới nên là em nói với các bác nốt cái vụ mà liên quan đến lại like mail broker với lại mail của một ai đó gửi đến, các bác có muốn nghe tiếp không? Còn cái nguồn tin nào khác nữa không? Các bác nhận được những nguồn tin ở chỗ khác nữa không? Có cái chỗ nào mà dí tai nhau hay là gọi là có những cái đồng chí nào mà bốc máy lên gọi mua đi hay tự dưng ở trong inbox của các bác có cái vấn đề inbox Facebook có vấn đề là anh ơi mua con này con kia. Em còn có một số giải pháp khác để cho giúp cho các bác là kiểm tra thông tin đúng hơn nữa. Đó là bốc máy lên gọi cho em. Bốc máy lên gọi cho số điện thoại của em hoặc là inbox cho em thì em sẽ tra khẳng định với các bác rằng là nó đúng hay nó sai. Bởi vì thực ra tin trên thị trường này em biết khá là ít. Ấy hơi bị nhiều. Đấy. À cứ bốc máy lên gọi em. Nhưng mà bốc máy lên gọi em thì phải đóng phí tham gia nhóm thì nó mới là được, mới bốc máy được. Chứ còn các bác mà không tham gia nhóm, không cho em tí cháo để em húp thì các bác gọi em thì nói thật với các bác là làm phiền em thì cũng không vui. Nhưng mà có phí mà tham gia nhóm rồi thì tha hồ làm phiền. Cái vấn đề là phí nó nằm ở chỗ là để tạo điều kiện cho anh em mình làm phiền nhau mà, đúng không? Chứ còn thực ra cái phí của các bác nó chả đáng bao nhiêu đâu. Em thu của các bác mỗi người mà gọi là 2 ly cà phê thì chả ý nghĩa gì đối với nhiều bác đâu. Nhưng mà em thích thế, bởi vì giống như cái chuyện là đầu tiên là em lấy phí của các bác, sau đấy là các bác lấy cái lý do là đã đóng phí thì các bác tha hồ gọi em. Đấy. Cứ hôm nào mà thấy mà rùi sợ quá hay cái gì đó các bác mẹ cứ bốc máy lên gọi em, một tình hình có cái tin này mới nhận được đúng hay sai như thế nào thì gọi cho em phát, em kiểm tra lại vài ba đầu hay là em phát hiện ra là tin này chúng nó đang chém gió đấy hay là chúng nó đang đồn đấy. Giống như lâu lâu em phải nhận được những tin là ví dụ như là công ty này sắp chia cổ tức này, ui ôi kinh khủng lắm tỷ lệ này. Ngày xưa em nói với các bác mày nhớ cái vụ Thế Hơi Động, em nói với các bác là chuẩn bị chia 1-1 không. Các bác nếu bác nào mà theo em từ đầu những cái ngày đầu á, các bác sẽ biết em nói những tin hơi bị chuẩn luôn và biết trước được khoảng hơi bị lâu, 2 tháng luôn. Ấy phí gì, bắn vào tài khoản luôn rồi bắn phí cho anh là thế nào anh không hiểu. Rồi bây giờ em nói nốt cái vụ là mail của broker và mail của những người trên trời mà mình chưa bao giờ biết, đúng không các bác? Nốt cái này ta nghĩ nhá. Nay thì ngày chủ nhật tôi ngồi bốc phét tí, nói chuyện linh tinh tí, số lượng người xem cũng không được nhiều lắm nên là chán rồi. Nói chung là nói chuyện mà đông người xem nó mới vui. Thưa các bác thấy em nói cái vụ này đúng không? Đúng thì bác nào mà sau này mà xem lại cái video này mà thấy em nói đúng á thì phải vỗ tay đèn đẹp. Đấy, cảm thấy giống như là đại cái buổi nói chuyện vui hấp dẫn thì phải vỗ tay, không vỗ tay đèn đẹp hay like đèn đẹp thì sao mà cái người nói người ta vui được, đúng không? Đấy. Thì bây giờ em nói nốt này. Nói nốt cái vụ và mail này nhá anh chị này. Cái vụ mail á thì khi mà cái người chăm sóc cái tài khoản trực tiếp của mình gửi mail ấy, người đó là người ta hưởng lợi ích trên cái tài khoản của mình nên chính cái người đó là cái người mà gửi cho các anh chị là đúng và trúng nhất. Đúng và trúng nhất, bởi vì họ cũng mong cho tài khoản các anh chị lời để tiếp tục giao dịch, để tiếp tục tạo ra phí cho các anh chị. Nên những cái mail mà chính của những người môi giới đang chăm sóc á, là những mail gọi là nói chung là về cơ bản là cũng ok. Nhưng có một trường hợp nó như thế này này, cái người môi giới của các anh chị cũng chưa đủ khả năng để kiểm tra cái sự đúng sai của thông tin, hoặc là chưa có khả năng để gọi là kiểm đếm lại thông tin. Dẫn đến trong đầu họ thì cũng mong rằng là các anh chị giao dịch có lời thôi, nhưng mà họ không biết cách để kiểm tra và họ nói cái thứ của người khác nói, hoặc họ chưa biết cái phương pháp, bởi vì cũng không trách họ được. Có nhiều môi giới là còn đang non lắm. Chính vì họ non nên là họ cũng chỉ mong cái điều tốt đẹp xảy ra đấy với cái tài khoản của các anh chị thôi, chứ họ không muốn anh chị mất tiền đâu. Bởi vì mất tiền thì mai mốt ai chơi với họ nữa. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là họ chưa có khả năng
Vậy họ chưa có khả năng thì các bác phải tự kiểm đếm lại cái thông tin đó bằng một số giải pháp hồi nãy em vừa nói với các bác ở trên. Đây, các bác thấy là đúng chưa? Bằng giải pháp đó, hoặc là các bác gọi cho những người có uy tín, những cái mối thân tình, ví dụ như em chẳng hạn, lại tiếp tục gọi cho em thì em lại trả lời với các bác lấy cái gì em biết, em sẽ nói cái gì không biết em sẽ là trả lời với các bác, và em nhờ bạn bè thân hữu gần xa để giúp đỡ các bác. Đấy, đó là vấn đề là cái mail của broker. Còn một cái dòng mail nữa là cái mail mà các bác cứ lâu lâu các bác lại nhận được mà chẳng biết cái mail này gửi từ đâu ấy, hoặc là ví dụ như có biết địa chỉ gửi từ đâu nhưng mà cái người này các bác chưa gặp bao giờ. Các bác chưa gặp bao giờ mà nó tự dưng nó lại gửi mail cho các bác, thì các bác đặt vấn đề là ủa tại sao tôi lại bị cái lại có một cái mail nào đó gửi đến. Thưa với các bác là data mail mà những người chơi chứng khoán á thì ở trên thị trường này bây giờ bỏ tiền ra mua đầy. Đấy, gần như tất cả các cái mail của các anh các chị các bác đều được bán rất là công khai rộng rãi trên thị trường ở nhiều nơi. Tôi biết cái chuyện này nhưng mà tôi không nói, bởi vì là cái này nó vi phạm pháp luật về mặt là gọi là ảnh hưởng đến lại đời tư. Nhưng thực tế trên thị trường này có nhưng mà khi chúng nó gửi cho các bác với cái tính nhất là miễn phí, không giống em thu phí các bác đàng hoàng, không miễn phí đàng hoàng, không miễn phí nha, nhưng chúng nó gửi cho các bác miễn phí thì gần như là nó tìm cách để đổ lên đầu các bác ấy, bởi vì nó đã mua hàng họ đầy đủ rồi, nó bia cho các bác để mục đích để làm gì bác biết không? Để các bác á, có thể mua có thể không, nhưng mà các bác có thể ngồi nói chuyện về cái câu chuyện đó và tóm lại là sẽ có một số thành phần sẽ mua cổ phiếu đó và chúng nó đổ lên đầu các bác. Đó là cái câu chuyện các bác cần phải kiểm tra lại cái tin chúng nó đưa ra đúng hay sai. Và đặc biệt là các bác nếu như các bác dành về biểu đồ kỹ thuật, các bác kiểm tra lại thêm cái thời điểm chúng nó đưa cho các bác. Tôi lấy ví dụ như có một con cổ phiếu nó vừa tăng 20%, sau đấy các bác mới nhận được mail là anh chị vui lòng khuyến nghị mua con này con kia. Thế các bác có đặt câu hỏi là tại sao trước đây, trước khi nó tăng 20% nó không khuyến nghị cho các bác mà bây giờ nó mới khuyến nghị cho các bác không? Đúng không? Đúng không? Vậy các bác phải đặt vấn đề là ủa tại sao cái thằng này sao nó giỏi như thế mà sao cái lúc mà nó chưa tăng thì nó không khuyến nghị mà bây giờ nó tăng 30%, 20% rồi nó lại mới gửi mail khuyến nghị các bác? Vậy thì các bác cần phải nghiên cứu lại để đồng chí đấy. Hoặc thậm chí nếu nó để lại địa chỉ các bác gọi điện lại hỏi nó xem là như nào, căn cứ vào điều ở đâu mà lại khuyến nghị các bác mua. Vậy nếu mà nó không trả lời được thì các bác chửi thẳng mặt cho em dùng cái. Đặc biệt là em chốt lại cái video này bằng việc là các bác vô cố gắng rằng khi nhận được thông tin trên các trang web miễn phí, ví dụ như Cà Phê F, Nhà Đồng Hành, Vietstock, rồi đặc biệt là hai cái chỗ mà thường là gọi là toàn là các ảo thuật gia ở phía sau ấy, không để lại tên mình, không để lại cái thông tin liên lạc, cũng chẳng biết là người ở đâu, ở trên F39 khuyến nghị các bác mua cái này cái kia, cộng với lại trên Facebook khuyến nghị các bác mua con này con kia, nhưng mà tìm ra cái nguồn xem cái người đó ở đâu, làm gì, có dám mở mặt ra xem mình là ai không thì không dám để, nhưng mà lại nói như hánh tướng ấy. Thì các bác cố gắng là kiểm tra kiểm đếm lại thông tin để phòng tránh đừng mất tiền. Mất tiền ở đây không phải là do mình không biết mà do mình quá tin người thôi. Người ta gọi là đặt niềm tin sẽ nhầm chỗ, và trái tim mà trao nhầm chỗ thì cũng phức tạp lắm các bác ạ. Thôi em kết thúc cái video tại đây nhá. Những bác nào mà sau này xem lại video này của em thì cái gì mà chưa phải, chưa đúng thì góp ý cho em ở phía dưới. Cái gì mà đúng rồi thì vỗ tay cho em cái gì mà tiếp tục mà cảm thấy là em vẫn muốn em chia sẻ tiếp, nói chuyện tiếp, linh ta linh tinh, đủ thứ vấn đề trong xã hội này thì các bác cứ chia sẻ cho em cái. Tức là mỗi người giúp em một tay là em đi chia sẻ cái chuyện vớ vẩn. Chào các bác nhá.